Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cô gái trẻ mất tích ngày mùng 7 Tết, sau đó thi thể được tìm thấy trong một căn phòng trọ Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ HMH 20 tuổi quê Bắc Giang để điều tra vụ án liên quan đến cái chết của chị Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Buổi tối ngày 19 tháng 2, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và thực hiện các hoạt động điều tra khác. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Chung cư này có 6 tầng và tung, được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023. Tối muộn ngày 19 tháng 2, tại nơi xảy ra vụ việc, nhiều người dân khu vực Bàng Hoàng cho biết chỉ đến khi có lực lượng công an đến hiện trường và lần la hỏi mới biết xảy ra vụ án mạng. Không lâu sau, con hẻm nhỏ trở nên u buồn với những tiếng khóc than của người nhà, bạn bè nạn nhân, khiến ai cũng xót xa thương cảm cô gái trẻ. Bà VTS ở phường Yên Hòa kể lại, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại trung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống mở cửa khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của cô gái. Bà S cho biết khi ấy căn phòng sọc mùi dầu gió. Theo những người sống gần hiện trường, nạn nhân là quản lý trung cư nói trên. Linh có nhiệm vụ dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Trong khi đó, nhiều người cho hay nghi phạm gây án không phải người thuê phòng. Chị L.A, bạn ở cùng phòng chị Linh cho biết, cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa, ở trọ tại quận Nam Từ Liêm, Ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, chị Linh từ quê lên Hà Nội. Tối mùng 7 Tết, chị A thấy bạn rời phòng sau đó mất liên lạc. Chiều 19 tháng 2, chị A nhận cuộc gọi đề nghị đến chung cư mini ở ngõ 79 cầu giấy. Tại đây, chị A nhận ra thi thể trong căn phòng chính là bạn mình. Chia sẻ thêm về nạn nhân, chị A cho biết hoàn cảnh gia đình chị Linh khó khăn, mẹ chị Linh mất khoảng 4 năm trước nên cô gái 21 tuổi cùng bố làm kinh tế nuôi hai em. Cũng trong tối 19 tháng 2, hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân đang được lực lượng chức năng bảo vệ. Chỉ những người thuê ở tại trung cư mini này mới được vào trong. Xung quanh, nhiều người dân hiếu kỳ đứng dõi theo vụ việc. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị Linh về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16 tháng 2, mùng 7 Tết. Khi đi, chị mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đăng thông tin tìm kiếm cô gái mất tích. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy tại trung cư mini ở ngõ 79 cầu giấy. Hiện Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ thực hiện ra xét xử vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Theo quyết định, vụ án dự kiến được xét xử trong một ngày. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phân công 3 kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni có 3 luật sư bảo chữa. Bị cáo Trần Văn Sĩ có hai luật sư bảo chữa. Tòa cũng triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương đang thụ án 3 năm tù với tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo nội dung vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi live stream của bà nguyễn phương hằng hai bị cáo đã thu thập thông tin biên tập nội dung ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng đăng phát nhiều video có thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng trái quy định pháp luật thông tin có nội dung biện đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu đều do bà Hằng làm giám đốc. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã ghi hình và phát lên mạng ngày 3 tháng 9 năm 2021 với tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Để phản biện lại những nội dung bà Hằng nói không đúng về việc bị can Hàn Ni, tống tiền doanh nghiệp, Labo của ông TTTC, chủ lãnh đạo Bộ truyền thông thông tin, đưa hình ảnh hàn ni, chửi lãnh đạo một bộ, đưa hình ảnh hàn ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái là phản động. Bị cáo Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube tên LS Trần Văn Sĩ để phát nhiều buổi ghi hình như NPH sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đá miệng, công ty cổ phần Đại Nam và hoạt động phòng chống rửa tiền. Chính quyền tỉnh Bình Dương có đè đầu cưỡi cổ công ty cổ phần Đại Nam như NPH Dũng Lò Vôi đã thất bại toàn tập qua live stream sáng. Quá trình điều tra, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Viện Kiểm sát truy tố hai bị cáo về tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, hôm 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng, 3 năm tù giam, Đặng Anh Quân, 45 tuổi, giảng viên Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm 6 tháng tù. Ba bị cáo còn lại Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân bị 1 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng, chỉ đạo, rủ dê các bị cáo khác phạm tội. Đặng Anh Quân là người có trình độ pháp luật cao nhưng tương tác, tham gia, cổ vũ, tiếp thêm ý chí cho Nguyễn Phương Hằng phạm tội, nên Quân và Hằng chịu hình phạt cao hơn 3 đồng phạm còn lại. Theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, gần 2 tháng. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận tiền tại ngân hàng SCB, các cá nhân tại ngân hàng nhà nước, cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút tiền, các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, Tránh tòa hình sự Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại. Trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bảo chữa, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan có 3 luật sư bảo chữa. Đối với 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và đưa ra xét xử vắng mặt gồm Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ đều có một luật sư bảo chữa. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo về việc kêu gọi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bằng thông báo này, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các bị cáo nêu trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại điều 16, Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt, thông báo nêu. Trong vụ án này, viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố các bị cáo là cựu cán bộ thanh tra của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước vì đã tiếp tay bao che cho sai phạm của Trương Mỹ Lan. Trong số 18 thành viên đoàn thanh tra trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ, 10 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 7 người khác không bị xử lý hình sự. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB, 91,5% cổ phần. Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân, sử dụng hàng ngàn công ty ma, câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện tội phạm. Tiếp đó, bà Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu để che giấu sai phạm mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng.